Xin chào quý vị. Thưa quý vị, vậy là sự việc của thầy Mật Hạnh, trụ trì của tu viện Chân Như với những cái phát biểu về việc đập phá tượng Phật nó đã có dấu hiệu đi quá xa. Thưa quý vị, tôi vừa nhận được một cái thư độc giả gửi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được đăng ở trên tạp chí điện tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái thư này thì của một người có tên là Thi Ho không biết là có dấu hay không nhưng mà tôi chỉ đọc được cái hai cái từ là Thi Ho thôi thì đây là một cái thư độc giả và được tờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng vào lúc 19 giờ 10 phút ngày hôm qua thứ sáu mùng 5 tháng 7 năm 2024 liên quan đến cái phát ngôn của thầy về việc thấy đập phá các cái thượng Phật thì hôm nay tôi xin được đọc lại nguyên văn cái thư độc giả này gửi cho um, tòa soạn của giáo hội phật giáo việt nam tôi xin đọc nguyên văn như sau thư độc giả đập phá tượng phật là hành vi không ai có thể chấp nhận phật thử thi hô gửi tới cổng thông tin phật giáo việt nam bức thư phản ánh về phát ngôn của sư thích mật hạnh ở tu viện trơn như về việc đập phá tượng phật với nội dung cụ thể như sau kính thưa hòa thượng thích gia quang phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam con là một phật tử trong gia đình nội ngoại đều theo kính đạo phật thời gian qua có nhiều việc ồn ào diễn ra trong đó có những lời nói gây kinh hãi đó là đập phá tượng phật của sư thích mật hạnh chùa am tu viện trân như sư hạnh đã nói tự tay đập phá tượng phật a di đà quan âm và di lặc con và nhiều người khác cảm thấy kinh hãi khi nghe sư hạnh nói vậy trên mạng xã hội hôm nay đệ tử của sư mật hạnh đăng tiếp video ông mật hạnh nói mấy ông nội đó dựng lên phật a di đà ngoại đạo con trước giờ có biết đại thừa tiểu thừa các phái tu tập khác nhau và cũng hiểu là cần tôn trọng lẫn nhau trong tôn giáo. Con cũng có được nghe pháp thoại của đức pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng thích chí quảng nói người tu hành không nên chê pháp tu của người khác. Sự việc ông thích mật hạnh đang diễn ra càng lúc càng căng qua các phát ngôn của ông mật hạnh đăng trên mạng xã hội đập phá tượng Phật là hành vi không ai có thể chấp nhận. Kính mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu tâm, xin trân trọng kính chào. Ký tên Thi Ho. Cuối bài đăng thì ban biên tập viết là Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam chuyển thông tin trên đến Hòa Thượng Thích Gia Quang để xem xét giải quyết. Đó là cái những cái nội dung chính mà độc giả này viết liên quan đến cái việc phát ngôn của sư Thích Mật Hạnh ở tu viện chân Như. Thì thưa quý vị, sau khi đọc xong cái thư của Phật tử Thi Ho gửi tới cổng thông tin Phật giáo Việt Nam thì tôi cũng xin được đính chính lại là trong cái video tôi phát hồi sáng nay có nói đến việc um, sư Mật Hạnh tuyên bố là sẽ đập những cái tượng như là Phật A Di Đà và Quan Âm. Uh, tôi không có nói đến Phật Di Lặc, còn trong cái thông tin ngày hôm nay thì uh, Phật tử Thi Ho nhắc tới ba bức tượng phật mà um, thầy uh, mật hạnh này tuyên bố đọc là phật a di đà phật quan âm và di lặc thì đó là những cái thông tin mà um, phật tử thi hô đã gửi cái thư này tới cổng thông tin của giáo hội phật giáo việt nam tôi hy vọng rằng sau khi nhận được cái uh, thư này của phật tử thi hô thì nhất định rằng uh, giáo hội phật giáo việt nam sẽ xem xét sự việc này và có cái câu trả lời uh, sớm nhất với, với Phật tử Thi Ho cũng như là với đông đảo bà con Phật tử trong toàn Việt Nam của chúng ta rất là bức xúc về cái phát ngôn của sư Thích mật hạnh này. Thì uh, qua cái uh, sự việc này, tôi cũng xin được uh, gửi tới quý vị uh, một cái thông tin nữa cũng đăng ở trên tờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các cái hành vi phá chùa phá hoại các cái cơ sở tôn giáo thì có bị pháp luật xử lý hay không? Thì tôi xin được trích dẫn như sau. Hành vi phá chùa, cơ sở tôn giáo, đập tượng bị pháp luật xử lý ra sao? Bài báo viết tiếp. Phá chùa, cơ sở tôn giáo, đập tượng nghe có vẻ hy hữu vì là việc khó làm. Người bình thường không dám nghĩ tới vì ít nhiều cũng sợ quả báo. Vâng, tất cả chúng ta nghĩ thôi chúng ta cũng không có dám nghĩ đến những cái sự việc như vậy quý vị vậy mà thầy mật hạnh lại tuyên bố là thầy đập phá ba bức tượng phật đi quả là chúng ta chỉ có nghĩ thôi chúng ta cũng không có thể hình dung ra bài báo viết tiếp tuy nhiên cũng có người vô pháp vô thiên làm những việc này pháp luật có quy định nào trong xử lý các hành vi này bài báo viết tiếp hành vi phá chùa cơ sở tôn giáo đập tượng thì bị xử lý hành chính như thế nào? Trả lời, trong trường hợp hành vi không đủ mức độ để truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người thực hiện hành vi này vẫn bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 144 trên 2021 trên NDCP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình. Căn cứ tại khoản 3 điều 15 Nghị định 144 trên 2021 trên NDCP có quy định về hành vi phá hoại tài sản là đình, chùa, miếu, đền thờ sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, người thực hiện hành vi này còn bị áp dụng những hình phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Người nước ngoài có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm có thể áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu hỏi thứ hai, hành vi phá chùa, cơ sở tôn giáo, đập tượng thì bị xử lý hình sự như thế nào? Trả lời, căn cứ tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 36 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định như sau. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm. Thứ hai, đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Thứ ba, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thứ tư, tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Thứ năm, tài sản là di vật, cổ vật. Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có tổ chức gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng tài sản là bảo vật quốc gia dùng chất nguy hiểm về cháy nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác để che giấu tội phạm khác vì lý do công vụ của người bị hại và cuối cùng là tái phạm nguy hiểm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Thứ nhất là gây thiệt hại cho tài sản giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng Thứ hai, gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D, khoản 1 điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Thứ nhất là gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Thứ hai, gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Theo đó, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm để xem xét áp dụng khung hình phạt phù hợp Đối với người có hành vi phá hoại chùa, cơ sở tôn giáo, đập tượng theo các quy định nêu trên. Đó là những cái quy định của pháp luật được đăng ở như trên uh, tờ thông tin điện tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam uh, về những cái hành vi hủy hoại, phá hoại các cái cơ sở tôn giáo cũng như là đập tượng thì uh, bị pháp luật Việt Nam xử lý như vậy thì đây là một cái sự việc rất là đáng tiếc gây bức xúc trong dư luận đặc biệt là các cái phật tử cũng như toàn thể người dân Việt Nam sau khi thầy thích mật hạnh lại có những phát biểu như vậy thì đây là những cái thông tin mới nhất tôi xin được gửi tới quý vị mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi các diễn biến tiếp theo về sự việc thích mật hạnh ở chùa am tu viện chân như đã có những phát biểu đập tượng a di đà tượng quan âm và tượng di lạc xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào quý vị